Tê Quy Trị Lộc. Hiện tại tôi có mặt tại nơi dưới biển, quân mình chích trôi dưới biển và trước mặt tôi thì tôi đang tiến về phía bên dưới và tiếp tục một ngày mới nơi dưới biển cả mình mong ở phía dưới đây đó, đem đến sự thiên tài rực rỡ may mắn và cũng như nơi này để cho vợ thiên tài này. Rồi thì ai cái thiên tài 34 về đây qua trời qua nó nổi về ghè luôn thì để cho vợ thiên tài 34 và 43 miền Nam 34 đầu đây, miền Trung 34 43, miền Bắc 34 đây ấn ốc và để tiếp tục tiến về phía bên dưới thì ai cái thiên tài đếm trở lại các chị ở đây thì sự tâm linh rất là nổi về gà rất là ngọc thì tôi sẽ tiến về phía bên dưới này và điều gì hiển linh nơi đây đó. Rồi thì không ai trả lời thì cứ nói cũng ít chung nhiều và để mà tiến về phía bên dưới ngày hôm nay và điểm đến tiền tài như thế nào đó. Thì trước mặt tôi là những chiếc thuyền ở phía trước rất là sáng nhưng có thể là 3-4 chiếc thôi đó, phía trước 3 chiếc đấy. Quá rực rỡ tiền tài. Rồi thì cũng không thấy ai trả lời nơi vùng chết trôn này cứ là nơi cũng ít cũng nhiều và điều gì sẽ lên một buổi tối như thế này ở nơi dưới biển cả này đó. Tôi đang tiến về phía bên dưới thì lúc nào vượt hàng trăm cây số đi đến đây và nơi sẽ soi cũng như đem đến sự may mắn tiền tài cho tất cả mọi người ở đây đó, qua trời xem 90.000 người mà chả thấy ai tại là nơi vùng linh chết trôi biển này và đã cho về tiền tài 34 43 đây. Thì ai cứ tiền tài để mà tài lệ đem đến sự phước đức cho mình đấy. Thì tôi đang đi tiến về phía bên dưới đây đấy. Những hòn đá này lởm chởm, rất là lởm chởm luôn. Trời. Có lẽ ngày hôm nay nước ở đây rất lớn. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để mình theo dõi. Và tiếp tục một ngày mới như này. Thì chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo. Thì tôi đang đi ngang qua một ngọn núi như thế này, núi nhỏ nhỏ ở phía trước đây đó. Thì ai có thân tiền tài nơi này thì ta lẽ các chị vô linh chết trôi dưới biển này rất linh thiêng đó, tâm linh rất ngập.
nổi dây kè luôn. Rồi, nơi này để xử lý tiền ở đây. Đó. Một ngày mới, ngày mai, ngày 11 tháng 8 rồi. Và ở dưới này. Nước này trong này thì cũng cạn hết, cạn dần hết này đấy. Chỗ hôm nào cũng cạn hết rồi. Thì sự linh thiêng này đem đến để đi đến tiền tài rực rỡ nơi này. Đó, 3 4 3 đây, quay linh thiêng. Đầu miền Nam này, miền Trung 3 4 3, miền Bắc 3 4 đây. Rồi chỗ này nước càng dần đấy, đã càng dần. Thì một con cá đang sống ở đây. Đó, ngày hôm qua không thấy, bữa nay thấy rồi, vẫn còn. Rồi thì tôi sẽ đi ngang về phía bên dưới nơi dưới biển cả này, lấy sự may mắn tiền tài. Thì nơi này đã cho vợ tiền tài rực rỡ lúc nào cũng vậy. Đó, ngoài trời không thấy ai để lại nơi vùng chết rồi dưới biển này. Có lẽ ngày hôm nay nước cũng đã dần lớn ở nơi ở phía trước rồi. Thì nước biển này đã lớn dần và tiền tài cũng rất là nhiều. Và sự đem đến tiền tài rực rỡ, may mắn đem đến cho tất cả mọi người. Ngày nào cũng như thế. Đó. Thì ai có tiền tài đây cũng để ủng hộ tại lễ nơi buồn của mình chết trôi dưới biển này. Đấy, nước đang lớn dần và đang sóng dần. Rồi, để mà tiến về phía bên trong nơi dưới biển cả và các gì đây phù hộ độ trì như thế nào. Thì ai hiện tại để mình trả lời đó, thì tâm linh tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở đây. Đã linh thiêng, đã đem đến tiền tài thì trả lời.
Rồi nước ở đây cũng đã cạn dần hết rồi. Mà nước chỗ này không bao giờ cạn, ngày hôm nay thì đã cạn hết rồi. Mũ nó vẫn còn đây. Rồi, để một ngày mới như thế này, các chị ở đây. Và để em tiếp tục trả lời đó. Thì nơi này đã cho vài tiền tài rực rỡ may mắn ngày nào như thế ở nơi dưới biển cả ở đây thì đã phù hộ đồ thị cũng như linh thiêng tiền tài rực rỡ ban từ đầu miền Nam đấy 43 34 miền Trung miền Bắc 34 đấy thì ai có điện tại đây để mà trả lời các chị nơi này. Rồi thì để em hiển linh như thế này. Thì tôi sẽ đặt đồ lên hương để mà trở lại. Thì nơi này đã cho vừa tiền tài rất rực rỡ tiền tài đó quá linh thiêng. Thì tôi đang đặt đồ vào lên hương tiếp theo. Thì ai có tiền tài để ủng hộ tại lễ chúc nhân điện, nhân gói, đem những chuyến đi tại lễ rực rỡ may mắn tiền tài cho tất cả mọi người. Và cũng như đem hiển linh ở đây một ngày mới như thế này sẽ đem đến tiền tài. Thì các chị ở nơi dưới biển này sẽ hiển linh như thế nào thì tôi sẽ đặt đồ đây. Rồi thì chúc bánh trái này tiền chút sữa tiền vàng bạc để mà trả lại. Cực kỳ linh thiêng tiền tài rực rỡ may mắn đã đem đến tiền tài đó quá linh thiêng. Rồi thì tôi sẽ lên hương và lên hương tiếp theo. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ và bóp bộ hộ kỳ lộ và tiếp tục nuôi một ngày mới như thế này thì tôi sẽ lên hương tiếp theo. Rồi quá là buồn đó. Thì để cho về tiền tài
nhưng không thấy ai tề lễ nơi vùng đỉnh chợ trời dưới biển này. Thì ai có thiên tài để mà tề lễ các vị đây, và điều gì sẽ hiển linh như thế nào, và ở đây đang điểm đến tiền tài như thế nào? Thì ngày mai ngày 11 tháng 8 rồi đấy, thì tôi sẽ tiếp tục tề lễ đây. Đấy, thì hôm nay tôi cũng để mua chút đồ bánh trái sữa đi nhận bạc này để mà tề lễ các vị đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng có chút sữa bánh tay thì nhận bạc này để mà tôi là các chị đây, thì đã cho về tiền tài đây, bài từ 47 đây. Thì ai có tiền tài ở đây thì tài lệ đó, thì điều đó tôi không biết được điều gì sẽ xảy ra, và ở đây hiển linh như thế nào của ngày mai ngày 11 tháng 8. Các chị đất đai duyên trạch thành vàng bổn sứ bạch mại tha giám hoàng cam quốc lý thượng tướng đất đai quyền trung đô lộ chích đôi chích nội chích bơm chích đạn chích đường chích xé oan dòng tướng mạng thật khổ thật dòng quan hành nông nghiệp chích dị bác đặc tử vô danh hiếu dị vô danh. Thì dưới nước là thủy sông hà lai động điện ấn lại thí mộc hà bái đại dương vua thí đại dương mộc triều đại dương hà sai thị vũ và các tiên thị cung trên nguồn dưới biển chính cung hà bái dưới nước và các chi dị dưới gành dưới gợp. Thì ở đây tiếp tục một ngày mai thì các chị đang hưởng hữu thì trứng này sẽ đứng lên và đứng lên như thế nào thì cho tôi biết đó. Còn ai có thiên tài ở đây thì ta lại ủng hộ chút điện điện để mà ta lại các chị đây. Nam mô A Di Phật. Thì phù hộ độ trì như thế nào thì các chị phù hộ độ trì cho tất cả mọi người ở đây rực rỡ tiền tài. Thì bắt đầu tôi sẽ đặt tướng gà này. Không không. Không một. Không hai. Không hai vẫn chưa đứng ở đây. Không ba. Không bốn. Thì các chị đang hưởng hữu thị trấn này sẽ đứng lên đem đến tiền tài ở đây. 05. 05 vẫn chưa đứng đó. 06. 07. 07. Gió đang lên, đang lùa vào. 08. Vẫn chưa đứng ở đây. 09. Vẫn chưa đứng. Số 10. Số 10 vẫn chưa đứng. 11. 12. 12 vẫn chưa đứng lại. 13. 13 vẫn chưa đứng đây.
14. Cái gì trắng trắng này? Thì các chị đang hưởng thụ thị trường này sẽ đứng lên tiền tài 15. Vòng trên này 16. Mười bảy, thì 17 vẫn chỉ đứng đấy. Mười tám, thì ai cần tiền tài ở đây để mà tài lệ ủng hộ chút nhân điện tài lệ các chị đây đây. 19. Em nhận có một điều rất là lẹo. 20. 20 ở đây vẫn chưa được. 21. 21 vẫn chưa được ở đây. 22. 23. 24. 25. 26. 26. Thì ngọn đèn này sẽ soi sáng hiện lên, gần mực thì đen, gần điện thì soi sáng. 27. 27 72 thổ địa qua trời. 28. 28 phần chữ đường này rất là lỏng. 29. 29 phần chữ đường rồi. Đấy. 30. 30 vẫn chưa đứng ở đây. 31. 31 rồi. 32 thì lúc nào sẽ đứng lên đây? 32 vẫn chưa đứng này. 33. 33. Thì các chị đang hưởng ủ thị trứng này sẽ đứng lên tiền tài ngày mai. 34. 34 đang ngã rồi. Đấy. 35.
thì ai chưa đăng ký kênh nhấn vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ qua Facebook hoặc Zalo và các chị đang hưởng ứng như thế nào ở đây. 36 có lẽ không ai để lại ở nơi này và các chị đang đem đến tiền tài như thế nào ở đây. Đấy, ai có lòng thành này để mà tệ lại các chị ở đây. 37 nghệ xuất thôi. 38 rồi, 38 vẫn chịu đựng đây. 39 rồi, thì hiện tại ở đây đã hiện lên rực rỡ hiện tại và đã 39 93 ở đây đã hiện hữu lúc này, có âm cái giường 39 93 thì nơi vong linh chết trôi biển này đã hiện lên lọc mùa quê số miền Nam, miền Trung, miền Bắc rực rỡ hiện tại 39 93 đó, 39 và 93 ở đây đã hiện hữu như thế này và đem đến tiền tài ngày mai thì ai có tiền tài để mày ở đây thì ta là ông ngồi chụp nhân điện để mà ta là các chị ở đây và tiếp tục một ngày mới rực rỡ nơi này. Đấy, 39 và 93 đến nơi này thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này để ta là các chị ở đây đó. Trăng cũng đã càng ngày càng lớn dần ở trước. Rồi, ai có tiền tài ở đây ở đây thì ủng hộ chúc nhân điện để mà tệ lệ các chuyện này và những chuyến đi nó thành công rực rỡ, may mắn tiền tài và đã hiện linh đứng sừng sững như thế này. Rồi, tài lộc may mắn tiền tài thì tất cả ở trên này thôi. Đấy, ai đang xem thì tất cả ở trên này. Những chuyện đây như thế này và đem đến tiền tài đã thì ai đang xem thì có tiền tài thì tài lại ở một chút nhân điện tài lại các chị. Tôi đang đốt tiền nhận bạc này để mà tờ lại các vị ở dưới biển này. Rồi, đi như thế này rất tôn kém đấy. Tiền xăng, tiền cổ, tiền rất rất nhiều bánh tay. Và ở đây đã hiện linh như thế này vẫn còn đứng nghiêng. Rồi, thì ngày hôm nay tiền y dân bạc cũng đã đốt đó. Và để mình tài lệ ở đây thì ai có tiền tài cũng như ủng hộ thể chúc nhân đèn nhân khỏi để mình tài lệ các chị này. Và ngày hôm nay thì chúng ta đứng 39 93 ở đây đó, rực rỡ may mắn tiền tài ngày mai